tương lai Tổng Trọng sẽ ra sao khi tướng quân đội, trưởng ban tuyên giáo Trung ương cũng phản đối. Trọng tâm của bối cảnh hiện nay liên quan đến nhân sự Tổng Bí Thư sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng khi ông rút lui khỏi chính trường sau Hội nghị Trung ương 10 khóa 13. Hai ứng viên hàng đầu Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay dường như đang tìm mọi cách để mà giành lấy chiếc ghế này. Báo Người Lao Động vào ngày 9 tháng 7 đưa tin Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường công tác nhân sự phải lựa chọn đúng người. Bản tin cho biết vào sáng ngày 9 tháng 7 tại Hội nghị Toàn quốc khai mạc với nội dung quán triệt quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ thị 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng 14. Tham dự tại đây thì có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương và trên 1,2 triệu cán bộ đảng viên tham dự thông qua hệ thống cầu truyền hình trên cả nước. Theo đó thì Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường đã chủ trì hội nghị lưu ý việc chuẩn bị công tác nhân sự phải đúng quy trình, lựa chọn đúng người, không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy. Lập tức mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, nhân vật được mệnh danh là Phó Tổng Bí thư, dường như đã bắt đầu đóng vai trò thay thế cho ông Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang ốm và không thể đến dự. Trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận, nhưng cho tới nay ông không thể tham gia buổi hội nghị rất lớn như vậy, tới mức cả Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính ngồi phía dưới cũng phải chăm chú lắng nghe ông Lương Cường nói. Mặc dù vậy cũng có ý kiến phản biện cho rằng việc Thường trực Ban Bí thư đã đi lên từ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị nổi lên ghế Thường trực Ban Bí thư để sau đó trở thành Tổng Bí thư cũng đã có từng có tiền lệ trước đây. Cụ thể tại Đại hội Đảng lần thứ 8, tướng Lê Khả Phiêu là người từng ngồi ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, sau đó lên Thường trực Ban Bí thư đến năm 1997. Ông trúng Tổng Bí thư nhiệm kỳ 1997-2001 sau khi Tổng Bí thư Đỗ Mười bất ngờ xin nghỉ. Đại tướng Lương Cường cũng có một mối quan lộ na ná tướng Lê Khả Phiêu. Đến nay, tướng Cường lại chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 về công tác nhân sự. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ trở thành tân Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14? Và như vậy, cuộc chiến trong Đảng vẫn chưa có hồi kết, khi cùng một lúc rất nhiều cán bộ cấp cao muốn giữ ghế này. Cũng liên quan đến hội nghị toàn quốc, theo giới phân tích, các trường hợp các cán bộ sai phạm, vi phạm hay năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tại sao không được thay thế kịp thời? Tại sao lại không được xử lý rốt ráo, nghiêm khắc theo quy định của pháp luật và điều lệ Đảng, mà lại dây dưa kéo dài từ nhiệm kỳ này sang tới nhiệm kỳ khác? Tại sao nhiều trường hợp chờ kỷ luật từ đại hội trước nhưng lại được cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương ở khóa sau, còn tiếp tục leo lên ủy viên Bộ Chính trị, để rồi sau đó chỉ trong nửa nhiệm kỳ đã có hàng loạt bị cho thôi chức? Việc ông tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lên tiếng tại hội nghị toàn quốc lần này, khi cho rằng trong công tác nhân sự, việc có lên có xuống dần thành văn hóa, việc bình thường trong công tác cán bộ. Không chỉ vậy, trước đó vào ngày 9 tháng 5, khi Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, tướng Nghĩa đã nói, sự thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên là một trong các lý do khiến Bộ Chính trị phải ban hành quy định này. Bỏ qua câu chuyện tướng Nghĩa với vị trí trưởng ban tuyên giáo Trung ương, theo thông lệ, phải là ủy viên Bộ Chính trị như đã thấy qua nhiều kỳ đại hội đảng. Vậy mà sau đại hội 13, tướng Nghĩa vẫn bị bỏ quên với chức ủy viên Trung ương. Để rồi, tới khi tình hình nguy cấp tới mức lửa đã xém gần râu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khi đã nhận ra tầm quan trọng quân đội, tại hội nghị Trung ương 9, ông Trọng đã cho tháo khoán 4 ghế ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có suất cho tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Có thể nói, phát biểu của tướng Nghĩa, người phụ trách ngành tuyên giáo, một công tác quan trọng hàng đầu của Đảng về lĩnh vực tư tưởng, là tiếng nói đại diện cho tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, đã nói không ủng hộ Tổng Trọng. Cho dù trên nguyên tắc, đến giờ phút này, ông Trọng vẫn là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian vừa qua các kỳ đại hội Đảng, ông Trọng chính là người chịu trách nhiệm chọn lựa cán bộ cấp cao nhất. Cuối cùng, ông đã để lọt những cán bộ nhúng chàm. Trong lúc này, chỗ dựa Tổng Bí thư lâu nay là lực lượng Thanh Bảo Kiếm thì đã bị Bộ trưởng Bộ Tô Lâm làm phản, và chỗ dựa cuối cùng của ông Trọng với một kết cục như vừa kể trên
thì Tổng Trọng không sớm rút lui cũng có thể là điều rất lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tương lai Tổng Trọng sẽ ra sao khi tướng quân đội và trưởng ban tuyên giáo Trung ương cũng phản đối. Vì sao chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tô Chủ tịch không suôn sẻ? Truyền thông nhà nước đưa tin Chủ tịch nước Tô Lâm sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên là đến Lào và Campuchia sau hơn một tháng ông tiếp quản vị trí người đứng đầu của nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 theo lời mời của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào và Quốc vương Campuchia. Tuy nhiên, khác với mối quan hệ được cho là thủy chung với Lào, quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia trong thời gian qua đã có rất nhiều nghi kỵ khi Campuchia nhiều lần không giấu giếm ý đồ khiêu khích Việt Nam. Gần đây, với việc Phnom Penh cho Bắc Kinh xây căn cứ hải quân riêng tại nước này và cho khởi công xây dựng kênh đảo Funan nối từ sông Mekong do Vịnh Thái Lan, khiến cho quan hệ hai nước trở nên hết sức căng thẳng. Khi bối cảnh địa chính trị trong khu vực đã thay đổi, Campuchia ngày càng trở thành đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Lào cũng đang ngày càng phụ thuộc hơn vào tầm ảnh hưởng kinh tế từ Trung Quốc liên quan đến dự án hạ tầng thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường. Việc Trung Quốc và Lào mới đây tổ chức tập trận quân sự Lá chắn hữu nghị 2024 lần thứ hai được cho là sự uy hiếp của Bắc Kinh với lãnh đạo tại Hà Nội. Theo giới quan sát, các chuyến công du nước ngoài của các nhân vật tứ trụ thường phản ánh rõ nét mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các đối tác quan trọng. Hơn thế nữa, việc viếng thăm khi mới nhậm chức là truyền thống lâu nay giữa lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng việc Chủ tịch nước Tô Lâm không bắt đầu chuyến công du đến Washington hay Bắc Kinh bởi vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt, trong bối cảnh những ngày gần đây, Trung Quốc đưa tàu đánh cá vũ trang vào quấy phá vùng lãnh hải thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đã có 3 bộ đội tại Trường Sa phải hy sinh. Đài VTV vào ngày 4 tháng 7 đưa tin trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Bản tin cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sĩ là Đoàn Anh Tuấn, Lê Văn Tính và Trần Bá Diệu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông, một thông tin khác được công luận hết sức quan tâm từ thông tin của Đài Á Châu Tự Do là chiến hạm Hoa Kỳ đến Cam Ranh. Bản tin cho biết 2 soái hạm của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 7 ở cập cảng Cam Ranh của Việt Nam bắt đầu chuyến thăm 5 ngày. Theo đó, trên tàu có 1.000 binh sĩ, sĩ quan, nhân viên. Thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết như vậy. Cũng theo thông báo này, đây là những hoạt động giao lưu với các nước đồng minh và đối tác của Mỹ nhằm duy trì chính sách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo giới quan sát, nội dung liên quan đến vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị lần thứ 10 của Quân ủy Trung ương diễn ra vào ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội. Tờ báo Nhân dân Online thì cho biết Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhưng vì điều kiện không thể dự hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng để hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận. Các ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì điều hành hội nghị, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Lương Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Điều này cho thấy sự ủng hộ đối với Chủ tịch Tô Lâm trong lãnh đạo cấp cao đã giảm đi rõ rệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tô Lâm không suôn sẻ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.